Nam chính bị ung thư não ngay từ đầu tập phim, chưa gì đã bị nữ chính đả thương. Trong khoảnh khắc mất kiểm soát như này, Chan Mi vẫn quyết định bấm còi bắn. May mắn là viên đạn xuyên qua cánh tay Su-hon. Su-hon không hiểu rốt cuộc Chan Mi đang định làm gì. Nhìn thấy Chan Mi bỏ khẩu súng xuống, Su-hon thừa nhận ngay những việc gần đây anh đã làm. Đập ngón chân của kẻ bạo lực học đường, anh cũng dạy cho thanh niên chưa đủ tuổi giết chết cô gái một bài học. Nhưng đây vốn dĩ là điều mà Chan Mi không muốn nghe. Chuyện cô ấy muốn biết đó là tại sao anh lại giết chết anh trai của cô. Su-hon hoàn toàn ngớ ngẩn trước câu hỏi của Chan Mi. Anh khẳng định bản thân không có giết cậu ấy. Nhìn thấy Su-hon vẫn không chịu thừa nhận, Chan Mi giơ khẩu súng lên lại. Có điều Su-hon lần này sẽ không để cho cô có cơ hội bắn nữa. Sau một hồi tranh giành, Su-hon đã lấy được khẩu súng. Anh để nó ngay vào đầu mình. Anh ấy lấy tính mạng mình ra đảm bảo rằng anh không có giết chết Won Se-ok. Ngay khi Chan Mi đang do dự, một chiếc điện thoại bất ngờ đổ chuông khiến cho cô rơi vào tình trạng hỗn loạn. Số điện thoại gọi đến là số của anh trai cô. Chan Mi điều chỉnh nhịp thở và bình tĩnh bắt máy. Cô thử nói rất nhiều lần nhưng đối phương ở đường dây bên kia lại đột ngột ngắt máy. Chan Mi bây giờ hoàn toàn bị rối tung lên, bởi vì ngày hôm anh trai cô mất, chiếc điện thoại đó đã biến mất không thấy đâu nữa, bây giờ lại gọi đến cho cô. Rất có khả năng kẻ đó là hung thủ giết chết anh trai cô chăng? Một lát sau, cô mới nhận ra bản thân đã hiểu lầm Su-hon. Cả hai đem những thứ gây tội của Su-hon đốt hết. Chan Mi để ý thấy tay Su-hon bị thương. Hai người sau đó đi đến cửa hàng tiện lợi. Lần đầu tiên Chan Mi mua cho anh ấy một ít thuốc, hơn nữa còn mua cho anh một vài bộ đồ mới. Sau đó cả hai đi vào gian hàng chụp ảnh. Chan Mi cẩn thận giúp Su-hon băng bó vết thương sau khi thay quần áo. Trong lúc chuẩn bị rời đi, Su-hon rút tiền nhét vào máy ảnh. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt của hai người nên cần được lưu lại. Sau đó cả hai đi bộ trên đường, Chan Mi cũng nói rõ cho Su-hon lý do tại sao cô biết cảnh sát muốn tìm chiếc ba lô của anh. Đó là vì Ji-o-sung đã nói với cô. Ngày hôm đó, sau khi thông qua việc thăm hỏi, cô biết được anh trai mình có liên quan đến Ji-o-sung. Vì vậy cô ngay lập tức tìm đến anh ta, nhưng không ngờ O-sung phủ nhận. Anh ta nói không có liên quan đến cái chết của anh trai cô. Anh ta cũng nói rằng cảnh sát đang kết hợp với trường học để bắt tên người hùng trừng trị những người bạo lực. Bởi vì người hùng đó đã giết người nên cái chết của anh trai cô cũng rất có khả năng là bị người hùng đó giết chết. Vì vậy sau khi nghe những lời nói của Ji-o-sung, Chan Mi đột nhiên nghĩ đến Su-hon. Cô nhớ lại cái đêm đầu tiên cô gặp anh ở trong một con hẻm. Vốn dĩ Su-hon thường không thích mang ba lô nhưng ngày hôm đó lại đeo nó, để ngăn cảnh sát tìm thấy ba lô cũng như bắt anh đi. Chan Mi nhanh chóng lấy ba lô của anh đi trước. Chỉ là cô muốn dùng chính đôi tay của mình giết chết anh. Mãi cho đến khi chuông điện thoại reo, cô mới tỉnh táo lại. Su-hon ở bên lắng nghe cẩn thận những lời Chan Mi nói. Anh cũng nói với cô anh không có giết cậu nhóc thứ hai đó. Căn bản là anh chỉ dạy cho cậu ta một bài học. Không hiểu tại sao cậu ta lại chết. Mục đích làm việc này là anh muốn kiếm thêm chút ít tiền để chữa bệnh cho mẹ mình. Nhìn thấy Su-hon tin tưởng mình như vậy, Chan Mi cũng nói với Su-hon một chuyện mà cô chưa nói với anh. Vừa lúc nãy khi cô đang nói chuyện với người bí ẩn đó, cô ấy đã ghi âm lại cuộc gọi. Ở cuối cuộc gọi có một tiếng chuông điện thoại vang lên. Mặc dù tia hy vọng mong manh, nhưng tốt hơn là không có thông tin gì. Còn ở bên này, Chae-mung tiếp tục hẹn gặp O-sung. Bởi vì ngày hôm đó anh ở nhà vô tình nhìn thấy bức ảnh này, Chae-mung mơ hồ nhớ ra điều gì đó. Người trong bức ảnh là Park Won Se-ok, anh trai đã chết của Chan Mi. Nhưng tại sao anh lại quen cậu ấy? Trong khoảng thời gian mất trí nhớ, anh hoàn toàn không nhớ gì cả. Nhưng O-sung lại rất hiểu rõ về con người anh. Chae-mung chỉ có thể biết được một số câu trả lời từ miệng O-sung. Dù ký ức bị mất, nhưng anh vẫn mơ hồ bản thân bị mất trí không phải do tai nạn giao thông, mà là nhảy lầu. O-sung không phủ nhận những lời Chae-mung nói. Sau đó O-sung đã lấy ra thứ mà Chae-mung muốn biết nhất từ mình, cho biết đây là Won Se-ok tặng cho anh trước khi tự sát. Sau khi xác nhận rằng không có ai ở xung quanh, Chae-mung mở chiếc túi nhỏ ra xem. Nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh bên trong, anh ta lạnh toát cả mồ hôi. Tại sao anh lại có rất nhiều ảnh chụp chung với Won Se-ok và mối quan hệ không giống như những người bạn học bình thường chút nào? Vì vậy, em hy vọng anh đừng có nhắc đến Won Se-ok ở trước mặt người khác. Sáng ngày hôm sau, Chan Mi thấy Su-hon và Chae-mung không đến lớp. Nữ cảnh sát lúc này đang tiếp tục điều tra Su-hon. Cô ta ghé thăm những nơi Su-hon hay lui đến. Cuối cùng cô ta phát hiện Chan Mi và Su-hon sống cùng nhau. Chan Mi giả vờ bình tĩnh để không lộ bất cứ sơ hở nào đáng nghi. Nhưng vấn đề này khiến cho thanh tra Kim nhớ lại cái ngày anh theo dõi Su-hon. Anh đã chạm mặt Chan Mi ở đó. Hai người này không hiểu tại sao Chan Mi lại muốn giúp đỡ Su-hon, người đã giết chết anh trai cô. Bởi vì bọn họ không có bằng chứng để bắt Su-hon, nên chỉ có thể vạch ra kế hoạch tiếp theo. Ở bên này, Chae-mung lúc này chán nản không biết làm gì. Anh đi đến tìm Su-hon để nói chuyện. Nhưng lúc anh chưa đi lên nhà của Su-hon thì đã thấy Chan Mi đi lên đó trước. Chae-mung giả vờ nhắn tin có chuyện để Chan Mi đi ra khỏi nhà. Quả nhiên anh phát hiện hai người bọn họ sống cùng nhau. Đồng thời O-sung nhận được lệnh của bà mẹ Chae-mung đi ra ngoài tìm anh. Sau đó anh đã đi đến nhà của Su-hon.
không ngờ lại gặp ngay Ji Hyun cũng đi đến đây. Đợi cho đến khi cô ta đi lên lầu, nhìn thấy nơi ở của nam thần mình thầm thích lại có quần áo của phụ nữ, cô ta tiến đến xem bảng tên trên chiếc áo, mới biết hóa ra đó là Chan Mi. Đồng thời lúc này Che Bum cũng ở trong nhà đi ra, bởi vì mấy ngày hôm nay không thấy Su Hon đi đến lớp học, bọn họ đều thấy lạ nên mới đến nơi đây. Ji Hyun không nói nhiều, lao thẳng vào trong nhà, thấy hai bọn họ sống chung với nhau. Ji Hyun vô cùng tức giận, nhưng Che Bum nhìn góc độ phơi quần áo, anh cảm thấy Chan Mi chỉ là tạm thời đang sống nhờ trong nhà của Su Hon. Lúc này Chan Mi đang ở trong quán cà phê, cô gọi điện thoại mãi cho Su Hon nhưng vẫn không liên lạc được. Kể từ lần cuối hai người nói lời tạm biệt, cô không thấy bóng dáng Su Hon ở đâu nữa. Ji Hyun bấy giờ rất tức giận việc Chan Mi sống chung với nam thần của mình. Cô ta nhắm vào chiếc xe của Chan Mi. Sau khi Chan Mi trở về nhà, cả đêm cô ở phía ngoài đợi Su Hon, nhưng anh ấy vẫn không xuất hiện. Sáng ngày hôm sau, Chan Mi như mọi khi lái xe đi học, nhưng khi đi được nửa đường, cô mới phát hiện ra phanh xe không ăn. Chiếc xe lúc này đi xuống dốc hoàn toàn bị mất kiểm soát. Phương sách cuối cùng, Chan Mi chỉ có thể đâm ngay vào đống chuyển phát nhanh ngay gần đó. May mắn là chỉ bi chảy xước. Sau đó cô đã đem xe đi sửa chữa. Ông chủ nhìn qua, đã biết có người nhúng tay vào, cố ý cắt đứt dây phanh của cô. Sau khi Chan Mi nghe vậy, cô cũng không biết ai đã làm ra chuyện này. Bất kể là ai đi nữa, cô cầm ngay cái loa đi thẳng đến hành lang lớp học, trước mặt các bạn học. Chan Mi lớn tiếng phát động tuyên truyền. Ji Hyun cười nhạt sau khi thấy vậy. So Jon ở đằng sau đi đến ngăn Chan Mi, bảo cô hãy bình tĩnh trở lại. Sau khi đi ra khỏi phòng y tế, Chan Mi gặp ngay A Jung và So Jon đứng đợi ở ngoài cửa. A Jung nhìn bóng lưng Chan Mi rời đi, vô thức nói, hôm nay là sinh nhật của Chan Mi. So Jon hỏi A Jung làm sao cô biết được. A Jung cho biết 3 ngày trước, cô xem lại cuộc trò chuyện mới biết sinh nhật của Won Se-ok sắp đến. Hơn nữa Chan Mi và Won Se-ok là hai anh em sinh đôi. Khi Chan Mi trở về nhà, cô không ngờ bên kia vẫn chưa chịu dừng tay. Thay vào đó bọn chúng đã đập vỡ hết cửa kính trong nhà, ngay cả bên trong cũng đã trở thành một mớ hỗn độn. Lúc này Chan Mi thực sự không thể chịu đựng được nữa, nhưng sự kiên trì trong lòng chính là động lực khiến cô không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Sau khi dọn dẹp lại mọi thứ, bên ngoài có người đến, khoảnh khắc mở cửa ra, nhìn thấy Su Hon đã trở về, tâm trạng cô cũng tốt lên hẳn. Su Hon giải thích với Chan Mi, mấy ngày qua anh chỉ đang muốn ẩn thân một thời gian, nhưng trên thực tế thì cái ngày mà anh trở lại Seoul, anh đã bất tỉnh ngay trên đường, sau đó anh đã ở lại bệnh viện để điều trị. Hơn nữa, bác sĩ điều trị cho anh cũng là chồng của nữ cảnh sát. Sau khi biết được bệnh tình của Su Hon, nữ cảnh sát cũng chọn cách giúp anh giữ bí mật chuyện này. Một lát sau, Su Hon đã đưa Chan Mi đến một nơi khác. Cô không ngờ những người có mối quan hệ tốt với mình đều ở đây. Thậm chí, Chan Mi còn không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình. Nhìn thấy mọi người chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật cho mình chu đáo như vậy, trong lòng Chan Mi bấy giờ rất cảm động, tràn ngập nhiều cảm xúc khó tả. Trong lúc mọi người đang vui đùa, ai ngờ có vị khách không mời mà đến. Jio Sung đến đây là để tìm Che Bum. Anh đi vào phòng tiệc của bọn họ. Trong lúc chuẩn bị anh ta rời đi với Che Bum, thì chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Sau khi nghe âm thanh này, đôi mắt Su Hon đột nhiên trở nên nhạy bén hơn, bởi vì chuông điện thoại của Jio Sung và nhạc chuông của người bí ẩn mà Chan Mi ghi âm lại được hoàn toàn giống y nhau.